Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đã ngã giá được 17 án, chỉ còn một án chạm. Viện Kiểm sát đang dí cho Đỗ Xuân Tuyên bung giả. Vụ xử sơ thẩm chuyến bay giải cứu dự tính kéo dài 30 ngày, tuy nhiên chỉ mới được nửa thời gian thì những cái giá đã được ngã xong. Với 18 án ở khung hình phạt của án tử hình, nhưng chỉ có duy nhất một án bị đề nghị tử hình, đó là trường hợp của Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Như vậy thì bên cơ quan tố tụng nói thách 18 án ở mức cao, nhưng có vẻ đã ngã giá xong 17 án, còn một án vẫn đang cò kè bớt một thêm hai. Dự tính kết thúc phiên sơ thẩm sẽ không có án tử hình nào, đấy là trò chơi mà thôi, mà cụ thể hơn là một cái chợ đen để mua bán công lý. Ban đầu ra giá 18 án tử ở khung hình phạt của án tử hình. Tuy nhiên, trường hợp của Phạm Trung Kiên thì bộc lộ ra một điểm yếu rất lớn mà ai cũng nhận ra. Đó là Phạm Trung Kiên ôm hết tội của Đỗ Xuân Tuyên và đang chờ những trao đổi, thỏa thuận đằng sau hậu trường để mà gỡ. Hành động bao che cho Đỗ Xuân Tuyên của Bộ Công an là không thể che đậy vì nó quá rõ ràng, không thể chối cãi. Bất chấp mọi phản ánh của xã hội, sự thật lộ lộ ra như thế cũng không làm cho Bộ Công an thay đổi quyết định. Bởi khi nắm quyền sinh quyền sát trong tay thì ai dám chỉ trích Tô Lâm đây? Nếu dám ăn gan hùm mà bảo Tô Lâm bao che cho đồng hương thì sẽ bị tống cổ vào ngục ngay lập tức. Lại có thông tin là Bộ Công an ăn một mình, không chia chác nên giờ đây Viện Kiểm sát đang tấn công vào Phạm Trung Kiên. Họ công kích Phạm Trung Kiên là để cho Đỗ Xuân Tuyên phải bung ra. Ở đây không phải là bung bét tội trạng của ông Tuyên, mà là buộc ông Tuyên phải bung tiền cho nhóm đã tấn công của Phạm Trung Kiên quá rát để được bung tha, để được lấp liếm sự thật. Cho đến bây giờ, dù chỉ cho bị chỉ mặt, nhưng thành trì bảo vệ Đỗ Xuân Tuyên vẫn đang rất kiên cố. Chế độ này đã chơi cháo đến mức không còn gì đếm xỉa đến dư luận nữa. Việc nhà nước xử vụ án này tước lấy tiền của kẻ hút máu để mà xung vào công quỹ mà không quan tâm đến việc đền bù cho người bị hại là bằng chứng rõ ràng nhất về chế độ đã gạt dân sang bên lề. Phiên tòa này được xem là mâm cỗ cho những kẻ chiếu trên cướp lại những gì kẻ chiếu dưới vừa cướp được của dân. Người dân thì cứ gào lên, tiền của dân thì nhà nước cứ lấy, làm gì được đảng đây? Sau 14 ngày đã ngã giá được 17 án, còn một án đang cò kè bớt một thêm hai. Phiên tòa không còn gì để xem, công lý đã bị bán buôn và những kẻ khát máu chỉ chịu những mức án không tương xứng với tội trạng của họ. Ở những mức án có thời hạn thì bị cáo còn nhiều dịp để mà chạy, đặc biệt là còn chuyện phiên phúc thẩm của cơ quan tố tụng kiếm thêm được ít nữa. Ngoài ra, sau phiên phúc thẩm, đến giai đoạn thi hành án thì vẫn còn cơ hội chạy giảm án, chạy ân xá. Bên trại giam cũng là một thị trường chạy giảm án. Những tù nhân có tiền sẽ là đối tượng để cai ngục đem ra ngã giá. Ai bung tiền ra thì sẽ được lên danh sách cho chủ tịch nước ký ân xá. Ai không chịu bung thì không những bị y án mà còn bị nhốt chung với thành phần nghiện ngập, bất hảo. Chạy án có nhiều loại, chạy để cơ quan điều tra làm sai lệch hồ sơ, chạy cho công tố viên nương tay, chạy cho hội đồng xét xử áp hình phạt nhẹ nhất, và còn chạy để các bên thông cung nhằm chạy tội. Việc chạy để các bên thông cung cần phải bung thật nhiều tiền với bên cơ quan điều tra. Nếu tự tin thông cung tốt thì không cần phải chạy bên Viện Kiểm sát và bên tòa án. Tuy nhiên, chạy để được thông cung mà không chạy ở các bộ phận khác thì có rủi ro khá lớn. Vì khi phía bên Viện Kiểm sát không được sơ mối gì thì họ cũng ở mức lắm, họ phải công kích cho lòi tội nhằm ép bên chạy án phải bung tiền cho họ. Chỉ như thế thì án sẽ nhẹ và các bên cùng có lợi. Ở những lời bào chữa ngây ngô, cốt để kéo dài thời gian, quan trọng là hóng kết quả chạy án ở hậu trường. Ở Mỹ vẫn có những vụ án mà luật sư cãi cho bị cáo từ mức án cao giảm thành mức án nhẹ hơn. Tuy nhiên, đấy là những luật sư giỏi, họ nghiên cứu kỹ hồ sơ, họ nghiên cứu cả các án lệ để mang lại mức án thấp nhất cho thân chủ. Tuy nhiên, ở các vụ chuyến bay giải cứu,
người ta chẳng thấy luật sư giỏi đâu cả, mà chỉ thấy toàn luật sư ăn nói ngây ngô, làm trò cười cho thiên hạ. Sân chơi này không phải là chỗ để luật sư giỏi có đất diễn, mà nó là đất diễn cho các luật sư chạy án. Chỉ có thế thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đã ngã giá được 17 án, chỉ còn một án chạm Viện Kiểm sát đang dí cho Đỗ Xuân Tuyên bùng giá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin học tập Bộ trưởng Văn hóa, báo văn hóa tung đòn vô văn hóa vào một láng giềng Thái Lan. Mới đây vào ngày 20 tháng 7, cộng đồng mạng đã phản ứng rất gay gắt với hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam, Nguyễn Văn Hùng, đã giành lấy chiếc thảm đỏ đón Thủ tướng Malaysia. Đây là một hình ảnh được xem là điển hình cho những người rất cộng sản. Dù làm lãnh đạo cấp bộ, nhưng ông Bộ trưởng này không biết một nguyên tắc tối thiểu trong việc tiếp khách quốc tế. Có thể nói, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là nguyên do của mọi nguyên do. Nền giáo dục này đã tạo ra một xã hội Việt Nam tồi tệ, tạo ra những thế hệ quan chức vô văn hóa, trịnh thượng, giành công và chà đạp người khác. Những tư cách này thể hiện bản chất của nền giáo dục lấy thua làm động lực, lấy sắp xếp hạng cao thấp làm thước đo, từ đó mới nuôi cái bệnh thành tích trong chế độ. Xã hội chạy đua hình thức giả dối, coi giàu có, địa vị, danh tiếng là chuẩn mực cốt lõi. Tờ báo Thể thao và Văn hóa giật tít như thế này. Từ nền tảng đấy là những câu chuyện vô văn hóa như ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa kia đã diễn ra nhàn nhản. Mới đây sau trận thua 0-3 của đội tuyển đội bóng đá nữ Việt Nam trước đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ, tờ báo Thể thao và Văn hóa đã giật tít bài viết chơi kiên cường trước nhà vô địch World Cup, đội tuyển Việt Nam khiến nữ Thái Lan phải muối mặt. Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh, tờ báo này đổi tít thành chơi kiên cường trước nhà địch vô địch World Cup, đội tuyển Việt Nam khiến nữ Thái Lan phải ghen tị. Dù tít đã đổi nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Đó là sự vô giáo dục của báo chí Việt Nam. Vì sao phải đè đội tuyển Thái Lan xuống, đè họ xuống để mình được nâng lên, hay đè họ xuống chỉ để cho thấy cái vô văn hóa của mình? Để dễ so sánh với cộng đồng mạng đã dẫn lời của nữ doanh nhân người Thái Lan, Madame Pang nói như sau. Chúng tôi chân thành cảm ơn màn trình diễn của các bạn, tức là đội tuyển nữ Việt Nam, từ trái tim của những người yêu bóng đá nữ. Tôi cổ vũ cho các bạn. Mặc dù tờ báo đã thay tít nhưng bản chất vẫn không đổi. Khác lau nhau là như thế, đâu phải cứ đạp người khác xuống mà mình lên cao cho được. Thật sự nền giáo dục của Việt Nam đã tạo ra những giá trị bệnh hoạn. Tướng Bộ trưởng đến tờ báo đều nhiễm một thứ giá trị giống nhau, đó là sự vô văn hóa. Một thời gian dài, ngành giáo dục Việt Nam đã sử dụng những từ ngữ mang tính miệt thị hoặc gây sự thù hằn để mà giảng dạy. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ được Liên Hợp Quốc thừa nhận và là quốc gia có chủ quyền. Thế nhưng trong sách giáo khoa của Cộng sản, họ dùng từ ngụy để nói về thể chế chính trị này. Còn đối với những vị lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa, thì họ dùng từ tên này, tên kia, bọn tay sai này, bọn tay sai kia để chỉ những người đó. Một nền giáo dục như thế làm sao dạy được những con người tử tế cho được? Là người Việt Nam chân chính thì ắt phải biết xấu hổ, vì dân tộc này đã để cho một thành phần vô văn hóa cai trị. Một đảng như vậy làm giáo dục thì xã hội không mục nát mới là chuyện lạ. Hết lớp người này đến lớp người khác, lớp lớp quan chức được đặn ra từ nền giáo dục đấy, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Cả thường dân và quan chức đều được mọc lên từ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhưng quan chức khốn nạn hơn bởi nhiều lý do. Thứ nhất là họ có quyền, thứ nhì là họ được học chính trị, được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là status của một nữ doanh nhân Madame Pang. Ngày nay, tuy đạo đức xã hội xuống cấp, nhưng vẫn còn đó những con người biết phải trái, có văn hóa và ứng xử đúng mực. Tuy không phải là đa số, nhưng đâu đó vẫn còn. Chính những con người như vậy mới thấy được vấn đề của xã hội hiện nay
và lên án nó. Đất nước này đã thua thiệt vì bị một nền giáo dục lệch lạc dẫn dắt, khiến tạo ra những con người thiếu văn hóa suốt bao nhiêu năm qua, mà còn tệ hại hơn cả vì bị Đảng Cộng sản cai trị. Chính đảng này đã tạo ra nền giáo dục què quặt như hiện nay, và đó là bất hạnh lớn nhất cho 100 triệu người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Học tập Bộ trưởng Văn hóa, báo văn hóa, tung đòn, vô văn hóa vào mặt láng giềng Thái Lan. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de